sao cho vừa, mơ về một ngày mai sắc hồng, tìm về một tình yêu thủy chung. Đời không như ước mơ thầm mong, tình yêu đã chết trong cõi lòng. Đêm về lặng im trong tai tôi, dạ rời đời sao lắm não nề. Giờ đây trong phút giây bình yên, chợt nghe thương xót bao kỷ niệm. Đời mình tựa mùa thu lá rơi, mơ về một mùa xuân. Bất nhân dữ không? Cậu hai hùng chứ cậu hai nào? Cậu học ở bên Pháp á, đã thi đậu bằng luật khoa cử nhân, và cậu đã xuống tàu mà về. Năm 10 ngày nữa cậu sẽ về tới đây đã. Thưa hai ông bà, cũng khuya rồi, hai chị em tôi xin phép để mà về. Dạ chào chú chào ông bà, con về. Ngày mình đánh đuổi nó đi á, mình có dè nó được như vậy đâu. Nó gặp tôi ở trong rạp hát á, nó hỏi. Thiệt tôi mắc cỡ hết sức vậy. Mắc cỡ nổi gì? Nếu nó biết suy xét thì nó mang ơn mình lắm. Nhờ hồi xưa mình đuổi nó nên ngày nay nó mới được như vậy đó. Ông nói phải lắm. Có lẽ nó cũng nghĩ như vậy, nên coi bộ nó không có phiền mình. Mà ông nhắc thằng Hai Hùng cho nó nghe làm gì? Thằng Hai Hùng nó sắp về, thì trước sau về hai đứa nó cũng gặp nhau. Mình giấu chắc mà được à? Thank you.
Dạ chào cô. Sao hôm nay em thức sớm vậy? Em nghe nói cậu hai về gần tới, tự nhiên em ngủ không được. Cậu hai nào? À, có phải là người hồi trước lấy em có chữa rồi trốn mà bỏ qua Tây học đó phải không? Thưa hai cô dùng bữa sáng bây giờ. Dọn đi. Dạ. Thằng khốn nạn đó mà nhớ làm gì? Hồi trước mình nghèo nên tính vớ nó đặng kiếm xu, chứ bây giờ mà mình cần gì? Nói về thì kệ nó chứ. Nghe nói cậu thi đậu cử nhân chứ không phải chơi đâu. Cử nhân cử nhéo gì cũng vậy, hễ người có óc hèn hạ thì giàu học cho nhiều, cử chỉ cũng hèn hạ hoài chứ gì. Không biết chừng hồi trước cậu còn nhỏ tuổi lại học ít nên không biết phải quấy. Bây giờ cậu lớn rồi, cậu học giỏi, có lẽ phải đổi tánh chứ. Thứ gần với quế, hễ già chừng nào càng cay chừng nấy. Con người cũng vậy, thái độ hèn hạ lớn chừng nào càng hèn hạ thêm chừng nấy. Em có thấy cái thứ ngỗng mà nó thành hạt bao giờ chưa? Dầu em bắt nó đem về để trước bàn thờ thần thì ngỗng cũng là ngỗng thôi. Ngỗng hay là dạc cũng vậy. Em sợ cậu về đây kiếm em mà đòi con của cậu, rồi em không biết làm sao chứ. Khéo lo dữ không? Không lo sao được. Cậu thông thạo luật, cậu hỏi mình không biết đâu mà trả lời chứ. Cậu có hỏi á thì em đừng có nói gì hết. Em biểu cậu hỏi qua đây, đằng cậu lết tới đây để qua nói luật cho cậu biết. Nhưng cậu hỏi em nói thằng nhỏ chết được hay không? Được. Mà em để cậu hỏi qua, đặng qua nói chuyện với cậu chơi. Chị ba, như cậu hai về đây, cậu tới chịu lỗi, rồi cậu xin cưới em mà chuộc cái quấy hồi trước, em phải trả lời làm sao? Em hỏi kỳ cục quá à. Bao giờ mà có chuyện như vậy? Trông thế em còn thương thằng đó hay sao mà em ước mơ nó cưới em? Trót 5 năm rồi, em đã quên cậu hai Hùng. Nay thình lình nghe cậu về gần tới, trong lòng bồi hồi, nằm ngồi không yên. Sao vậy? Em còn quán cái thói đen bạc của nó, hay là bếp lửa tình lén lút nhen nhúm ngày xưa đến bây giờ mà ngấm ngầm còn ngúng? Em không biết trong hai lẽ ấy tại lẽ nào. Qua sợ em còn phải nguy về cái tay thằng điếm đó nữa cho mà coi.
Hồi nãy giờ tôi thấy thiên hạ phần đông mặn đánh con xài quế của tôi dữ đà. Tôi thấy tài tướng nó tốt quá, chắc đồ hội nó sẽ về nhất. Hai thầy, coi kìa. Người mới đứng đây nói chuyện với thầy này giống y lắm đó. Chắc đây là chỗ quen biết với y. Để tôi tới hỏi thăm. Không cần đâu, bây giờ mấy thầy làm theo lời tôi. Vô kìa. Đánh. Bắt đầu rồi kìa. Có con xài quế nó chạy kìa. Về nhất là cái chắc ha. Dạ, chào cô. Chú cầm lấy tiền này mà xài. Dạ, cảm ơn cô. Thiệt, phiền cô quá. Lần nào ghé đây, cô cũng cho tiền. Ông bà chủ mà biết được, chắc tôi bị rầy đó. Có gì đâu mà rầy. Tôi cho chú, chứ chú có xin đâu mà chú sợ. Dạ, cô nói thì tôi mới dám nhận. Ông bà chủ bây giờ yêu mà lại quý trọng cô hai lắm. Chú thím tôi có nhà không chú? Dạ, mấy đứa nhỏ đi học, còn cả nhà kéo nhau ra bến tàu đón cậu Hai Hùng hết rồi. Chừng này á chắc cũng gần về rồi đó. Bất nhân dữ không? Hôm nay cậu Hai về mà tôi có về đâu. Cô với cậu Hai chắc có duyên số nặng lắm chứ chẳng phải chơi. Chuyện này trời sắp đặt chứ người muốn cũng không được đó. Tại sao chú lại nói như vậy? Mắc cái giống gì á, hồi đó cô ở Cày Lậy lên nhằm lúc cậu Hai tới ở trọ học. Bây giờ cô đổi đời quay lại cũng nhằm lúc cậu Hai ở Pháp về. Ông bà chủ tôi về kìa.
Cháu tới chơi phải lúc đó nghe. Sắp đồ cậu hai vô trước đi. Dạ. Đố thằng hai, cô này là ai? Thưa, cháu đi lâu quá nên cháu quên. Cô hay phục đó đa. Hồi trước cô nuôi nó. Lúc cháu ở đây mà đi học thì có nó. Cháu nhớ không? Thưa, cháu nhớ rồi. Bây giờ cô hay lớn nên coi lạ quá. Cậu đậu cử nhân rồi, cậu làm lạ với em. Chứ em có quên cậu đâu. Con hai bây giờ nó có chồng giàu lắm, có xe hơi, có nhà cửa đàng hoàng, chứ không phải như hồi đó vậy đâu. Dạ, được vậy thì tôi cũng mừng cho cô. Cảm ơn cậu. Tôi cũng mừng cậu học được thành công. Thằng hai này lạ, ở Tây học về. Phép lịch sự đâu mà để cho người đẹp đứng ngoài sân nói chuyện hoài vậy. Hân hạnh được mời cô vào nhà dùng nước. Tôi sợ kẻ nói qua người nói lại, rồi lòi tình tệ cũ không tốt. Ai dè con hai nó đã không oán hận mà ý lại không quên được thằng hai. Sao bà biết? Mấy lời nói gồm đủ cái ý trách với cái ý còn gian díu đa. Cậu gặp em mà cậu làm mặt lạ chứ. Sao em không nhắc chuyện xưa cho cậu nhớ? Có chú thím của em ở đó, em nhắc chuyện cũ coi sao được. Cậu có hỏi thăm con của cậu không? Không. Cậu đi Pháp rồi quên chuyện ở nhà hết. Để khi nào qua gặp, qua sẽ nhắc cho cậu nhớ. À, mấy chuyện này máy chính có biết không? Em không có nói. Mà sao chị hỏi vậy? Qua thấy cả tháng nay máy chính ít tới lui đây. Em cũng thấy vậy. Hồi trước á, mỗi ngày mỗi ghé. Bây giờ cả tuần mới ghé một lần. Mà ghé một lát rồi đi. Không chà lết ở ăn cơm. Không vui cười hớn hở như xưa nữa. Hình như công việc làm ăn của thầy đang gặp khó. Em nghe nói như vậy mà cũng chưa tiện hỏi. Mà tiền bạc cho em ăn xài cũng đưa như thường chứ. Nguy rồi, kỳ này thầy máy chính gặp rắc rối lớn rồi đây. Chuyện gì vậy? Hồi tuần trước tôi thấy thầy máy chính bị người ta theo dõi ở trường đua. Thầy coi đua ngựa chung với tôi, nửa chân bỏ về trước. Tôi thắc mắc không biết có chuyện gì xảy ra. Cho đến hồi sáng này tôi đọc nhật trình, tôi thấy đăng chuyện của thầy tôi mới rõ. Anh ba, làm ơn đọc cho em nghe đi. Một người khách trú tên Mái Ngân, kêu là Mái Chính Ngành, làm nghề thầu khoáng ở chợ lớn, gạt gẫm nhiều hãng mà mua chịu xi măng, mua chịu sắt, lại còn gạt nhà băng mà dai bạc cả thảy trên 200 ngàn. Vài tháng nay không trả nợ cho hãng và nhà băng nào hết. Mấy hãng vào đơn tòa thương mại mà kiện. Tòa xét sổ sách thì thấy Mái Chính Ngành làm việc gian lận nên lên án buộc tội sang đoạt theo phép thương mại. Tòa chưa kịp bắt giam Mái Chính Ngành, y sợ tội đã trốn mất.
theo tin sở cảnh sát thì có lẽ Mái Chính Ngành trốn lên Cao Miên, rồi trốn qua Simla, đặng quá giang tàu về Trung Hoa. Nhà chức trách còn đương tập đã mà chưa biết kẻ phạm tội bây giờ ở đâu. Em thấy mệt trong người quá. Em vô nghỉ một chút. Mình ở đây uống nước chờ tôi. Ê thằng kia, lại đây. Cạo cái này cho sạch sẽ. Xui xẻo quá. Làm cái gì mà mắc nợ đến nỗi phải trốn lận. Rồi chị em mình phải làm sao đây? Thấy nguy mà thầy không thèm nói trước cho mình hay. Vậy mà hôm đầu tháng thầy vẫn còn phát đủ tiền cho em xài như thường. Ai mà dè. Bởi không phải tại mình mà nó nguy, nên nó trách mình được đâu. Thầy mắc nợ nần cũng tại em một mớ chứ. Tại sao? Mỗi tháng nó tốn với mình chừng 500 đồng chứ bao nhiêu. Mấy năm cộng lại có nhiều lắm là 20.000 đồng. Nó mua xe hơi, mua hột xoàn cho em á, chừng 10.000 đồng. Thì tốn hao lối 30.000 đồng, chứ có phải nhiều lắm đâu. 30.000 còn gì nữa. Ôi, chuyển rồi thì thôi, hơi nào mà tính. Bây giờ mình phải lo phận mình nè. Em không lo. Mấy năm nay em để dành được 3.000 đồng. 3.000 nhiều lắm sao? Phải chi á, được 30.000 đồng á mới khỏi lo. Chứ 3.000 mình xài lâu lắm là một năm, tiêu hết rồi làm sao? Tới đầu hay tới đó, chứ biết làm sao. Chị em mình mất vú sữa rồi, bây giờ không xài phí hời hợt như trước nữa. Chiều chiều á, ngồi xe hơi đi chơi một vòng rồi về. Không ăn cơm nhà hàng, không xem hát nữa. Em nghĩ lại thì mình thiệt dại quá. Hồi đắc thời cứ ham chơi cho sung sướng cái thân, không thèm nghĩ tới việc hậu nhật. Nay thất thời mới phải cực lo như vậy. Cái gì mà thất thời? Em già rồi hay sao? Tôi chưa già. Xong, người mà mình nương tựa, nhờ cậy, nay tiêu rồi, thì mình thất thời chứ sao? Mái Chính Ngành tiêu đó chưa chắc là rủi hay là mai. Ở đời đừng có thối chí. Vì năm trước chị em mình nghèo, em không có di kiến, lại chưa có danh dự gì, nên qua để cho em gần Mái Chính Ngành, em nghĩ là qua vừa lòng lắm hay sao? Không phải vậy đâu. Qua dạy dỗ em, qua muốn em làm bà này bà kia thì qua mới vừa lòng. Chứ làm thím Máy Chính mà nghĩa lý gì. Em đừng có buồn. Thằng đó bất quá là một nấc thang thứ nhì thôi. Em còn phải leo cao nữa mới được. Leo lên nữa được hay không
Chưa biết. Chứ bây giờ em thấy phải leo xuống rồi. Sao mà leo xuống? Mình phải kiếm một phố rẻ rẻ dọn mà ở. Chứ ở trong nhà này nữa, tiền đâu mà trả. Đó, không phải là leo xuống hay sao? Chuyện gì mà phải dọn ra phố ở? Vậy trước khi gặp máy chính ngành em ở đâu? Hồi trước có ông đại điền chủ trả tiền nhà. Bây giờ ai mà chịu trả? Em khéo lo dữ. Cái thứ trả tiền nhà này á, qua nói ra một tiếng, thiếu gì người chịu. Em đừng có lo mà tính trả nhà mướn phố. Tính như vậy á thì quê lắm. Em muốn trèo cao thì em phải giữ phẩm giá cho cao mới được chứ. Em không thấy khách trú bán trái bơm hay làm sao? Nó muốn bán mắt, nó phải bao bằng giấy lụa thì bán mắt mới được. Em phải giữ cách sang trọng luôn luôn. Mỗi ngày phải mặc đồ mới, phải đi xe hơi như thường hoài. Chứ đừng có hèn hạ mất giá. Nè, chờ kỹ cho tôi. Dạ, dạ, dạ. Chào thầy. Dạ, chào ông. Dạ, chào ông. Cái nhà này á, bỏ trống gần một năm rồi, không có ai mướn. Này có người lăn xăng sơn sửa, chắc có ai mướn rồi đa. Không phải mướn, người ta mua nhà với đất với giá 11.000 đồng. Nên người ta đang tu bổ lại, đang dọn mà ở. Phải tôi hay, thì mấy tháng trước tôi nói với con hai, suối với máy chính, mua phức cho chị em tôi ở, thì tiện biết chừng nào. Gần chết mà muốn nổi gì? Bề nào cũng chết, mắc nợ mấy trăm ngàn, dầu thêm chục ngàn nữa thì cũng không hại gì. À, mà nhà đó người Tây hay là người Việt Nam mua vậy? Người Việt Nam. Mấy người thợ họ nói ông Phán Lê Như Thần nào ở Lục Tỉnh không biết. Ông hưu trí, vợ mất rồi, nên mua nhà để ở với mấy con. Bộ ông đã giàu lắm hay sao mà mua nhà tới 11.000 lận? Giàu lắm. Bẩm ông mua cái nhà này hay sao? Phải, tôi mua rồi. Hai chị em tôi ở bên đây. Mà hãng bán cái nhà hai chị em tôi không hay biết. Chứ phải hay bán, con em tôi nó mua rồi. Tôi có một thằng con làm việc ở ngoài Sài Gòn, nó thấy nhật trình rao bán nên nó chỉ cho tôi mua đó. Có rao trong nhật trình hay sao? Có. Nhà tôi mua đủ thứ nhật trình mà không có để ý nên có hay đâu. Bẩm ông mua giá bao nhiêu vậy? Tôi hưu trí, cần dùng chỗ ở cho gấp nên tôi mua mắc quá. Tôi mua vừa nhà vừa đất tới 11.000 đồng. Bẩm ông, 11.000 có mắc đâu. Ông mua đó rẻ lắm.
Phải mà, con em tôi á, nó hay bán thì giá đó nó cũng mua. Bẩm ông, xin mời ông qua nhà uống nước chơi. Nè, chỗ này lau kỹ lại nha. Dạ. Tôi thấy cô y phục chỉnh tề, lại có chiếc xe hơi chật sẵn. Chắc cô sửa soạn đi, mà tôi qua làm khách vậy sao phải? Bẩm không, tôi không có đi đâu hết. Con em tôi nó biểu shopper đem xe ra chùi lau, đặng tối nó đi hóng mát. Chứ bây giờ chưa có đi. Mời ông vô nhà. Phiền cô, cho tôi ngồi đây, đặng hưởng chút gió trời về chiều, mà cũng tiện đặng nhìn thợ thầy sơn sửa nhà bên kia. Dạ, có gì đâu mà phiền. Nhà tôi có trà ngon, chỉ dành đãi khách quý. Để tôi kêu người pha nước. Có hàng xóm tốt bụng như cô, tôi mua nhà này là phải lắm đó. Trời ơi, mắt giống gì mà bây giờ em còn sửa soạn? Ổng qua rồi kìa. Chị dặn em, từ từ mới ra mắt ổng mà. Ờ, thì qua dặn như vậy. Nhưng em cũng đừng có chậm lục quá. Nè, ổng ngồi ở ngoài sân á, chứ không có chịu vô nhà. Chừng em sửa soạn xong á, thì em ra phòng khách, rồi nhớ lời qua dặn mà làm nghe chưa. Em thấy chị lăng xăng, em mắc cười quá à. Qua muốn cho em làm bà, nên qua phải làm như vậy. Bộ em không muốn hay sao? Ổng đáng cha em, coi kỳ quá. Thiếu gì đứa nó còn nhỏ hơn em nữa, mà nó ưng tới ông già kia làm sao? Đời này á, miễn có tiền là sang trọng, thì xứng đôi vừa lứa liền à. Thôi, lo sửa soạn đi. Mời ông dùng nước. Tôi mua nhà về ở chỗ này, coi bộ êm ái mà lại vui. Tôi chịu ở chỗ như vậy, chứ ở chỗ khác đông đảo lộn xộn quá. Bẩm ông, ở chỗ này tốt lắm. Em của tôi á, ở đây hơn 4 năm rồi, không có việc chi hết. Ông hưu trí về ở mấy chỗ như vậy thì phải lắm. Em chắc là bà thấy chỗ này bà muốn, nên mới đốc ông mua đó. Không, bà bày trẻ mất đã 5-6 năm nay rồi. Hả? Còn đâu mà đốc. Té ra bà mất rồi hay sao? Vậy thì ông mua cái nhà rộng mênh mông rồi ở làm sao hết? Tôi ở với mấy đứa con tôi. Ông được mấy mươi? Tôi được 57 tuổi. Tới 57 tuổi
Mà coi ông còn mạnh mẽ quá, tóc có bạc đôi chút mà răng còn y nguyên. Phải, răng tôi còn cứng lắm, ăn mía cũng được nữa. Bẩm ông, chừng nào ông dọn về nhà mới mà ở? Để nó sửa xong rồi tôi sẽ dọn. Có lẽ chừng vài tuần nó sẽ sửa rồi. Sửa chút đỉnh rồi sơn phết nước vôi, chứ không có sửa chi lắm. Còn bây giờ ông ở đâu? Tôi ở đỡ với thằng con tôi dưới đường Testa. À, nãy giờ sao tôi không thấy ông chủ nhà? Chắc là ông đi đâu vắng. Bẩm ông, nhà này là nhà của con em tôi, chứ không phải nhà của tôi. Nó có chồng máy chính làm nghề thầu khoáng, chồng nó mua bán lộn xộn với mấy hãng làm sao đó không biết, mà bỏ đi về Tàu. Còn tôi á, có chồng người Việt, nhà ở trên Hòa Hưng. Chồng tôi nó mê vợ bé, tôi buồn quá nên giao nhà cửa lại hết. Rồi tôi xuống ở chơi với con em tôi đây. Ai rao đờn hay quá vậy cô? Bẩm ông, con em tôi đó, nó học đờn học hát, đặng khi nào buồn nó đờn hát chơi giải khuây. Chà, cổ đã biết đờn mà còn biết hát nữa sao? Dạ, giọng hát của nó nghe cũng lọt tai lắm. Phong lưu quá. Xin lỗi, tôi mê đờn hát lắm, hãy nghe là hồn vía bay mất. Mong cô đừng phiền. Dạ, có gì mà phiền. Ông chú tâm nghe như vậy, tôi còn mừng cho em tôi nữa đó. Tiếng đờn, giọng hát của cô nghe hay lắm đó. Thưa, ông có lòng khen ngợi như vậy, chi bằng tôi xin phép mời ông vô nhà, đặng ông chỉ dạy thêm cho em tôi. Tôi vô để nghe thôi, chứ dạy thì không có dám. Dạ. Chú út của cháu có tới 2-3 dòng con, mà toàn là con gái. Nghe đồn chùa này linh thiêng, lúc bà nhỏ có chữa, chú lặn lội từ cái dồn lên đây cầu tự. Nhờ vậy mà sanh đặng con trai đó. Sanh con trai hay con gái là do mình, chứ không phải do cầu tự. Úi, đừng có nói vậy cháu. Chú út hồi đó cũng coi thường trời đất lắm. Đến chừng được thằng con trai rồi á, chú út mới tin. Mà đến chừng tin rồi á, thì không có ai bằng. Hễ có dịp đi ngang qua đây á, thì làm gì làm chú cũng phải ghé vô đặng cúng chùa lại Phật. Còn rằm lớn á, thì không có năm nào chú không đưa vợ con tới đây. Phải nhắc tiền nhắc bạc mà được như vậy thì đỡ quá. Cháu coi kìa, chú đưa vợ con tới rồi kìa. Thằng nhỏ nhìn thấy ghét quá. Nó tên gì vậy cô? Nó tên Lăng. Dạ. Chào chú, chào thím. Mày quả pháp có ăn bơ sữa gì không?
Mà sao học mấy năm về không thấy mày mập lên chút nào hết trơn vậy? Dạ cháu cũng ăn dữ lắm mà mắc cái giống gì nó không chịu mập. À, nghe nói chú có con trai rồi hả? Nó đó. Hồi mày đi học được mấy tháng thì bà đẻ nó. Mày coi nó ngon lành không? Để tao kêu nó nói chuyện mày nghe nha. Thôi, hai vợ chồng bay vô trổng lại Phật đi. Tới chùa mà không lo cúng, cứ đứng ở đây nói chuyện này chuyện kia hoài tội chết. Chị ba nói phải lắm. Mình vô cúng đi. Để thằng nhỏ ở đây chị giữ cho. Vô trổng khối nhang dữ lắm, cài mắt chứ có được ít gì đâu. Dạ. Thằng nhỏ này coi mặt sáng sủa quá chứ. Từ ngày gặp lại con Phục cho đến giờ, cô với Dượng chỉ hổ cái cử chỉ phụ bằng ngày trước, nên không có dám hỏi thăm tới việc chữa đẻ của nó hồi đó sanh con trai hay là con gái. Con của cháu đến giờ cũng trạc cỡ thằng này đó. Bữa nào có dịp thuận tiện cháu thử hỏi coi. Đời không như ước mơ thầm mong, tình yêu đã chết trong cõi lòng. Đêm về lặng im trong tái tư, dạ rời đời sao lắm não. Giờ đây trong phút giây bình yên, chợt nghe thương xót bao kỷ niệm. Đời như tựa mùa thu lá rơi.